evening, everybody. My name is Muni Narayan from TMEC India. Just I'll explain. Thomas will translate. Danny will translate. Okay, firstly, I think we need to stop the inventor to make noise. It make noises. Có được không? Tắt đi cái đơ nhé, tắt đi cái đơ để dẫn luôn nhé. À, tắt hả? Tắt phải báo. Phải báo hả? Được, được, được. Dạ, tại vì cái này đang trong quá trình có commissioning mà, nên là mình có thể okay, tắt cái vật thì... Dẫn tắt xuống trên shop? Yes, I think it make noise. Okay. À, thật ra tắt mở ổn bằng B, chắc chắn hàng bằng B rồi. Máy chỉ tăng lên B lại à. Tắt cái mì to để nhìn được nghe chứ có gì đâu. Tắt để chi ninh thôi. Nó cũng lên người mê lại không sao đó. Nó lại tắt để chi ninh thôi chứ không phải bị sự cố gì đâu. Tại vì nó ồn quá mình đúng rồi. Không nghe được nên là tắt hai cái motor để cho nó dễ. Đúng rồi, anh mới tắt. Dạ, thật khó, đang. Chứ cái bên kia tắt chưa? Tắt luôn rồi. Sao nó lâu quá ta? So, from combiner box, 15 combiner box. The cable comes over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, till 15 cables, DC cables. Okay, stop. And cap DC từ 15 combiner box ở bên ngoài vào trong 15 MCSP here. Đấy. Okay. So the voltage normally it will be 1200 to 1300 volts, okay. The DC voltage. So you have to check the positive negative 1200 plus or minus, then positive to earth and negative to earth. So it should be a positive to ground and negative to ground almost off. It should be okay. Điện áp của DC mỗi MCCB thì dao động từ khoảng 1100 đến 1300 V. Đấy là tùy theo bên mình thiết kế như thế nào. Nó dao động từ 1000 đến 1100 đến 1300 V. Thì mình khi mà mình làm việc ấy, thì khi mà kiểm tra ấy, thì kiểm tra đo điện áp giữa cực âm và cực dương. Rồi và cực âm với đất, cực dương với đất hầu như là nó bằng nhau. Nếu mà nó bị lệch chênh lệch thì có thể là bị nối đất hay là hoặc là một vấn đề gì đó bị chạm đất thì mình nếu mà bị lệch thì mình tìm nguyên nhân và khắc phục nó trước khi bật inverter lên. Okay. So if either positive to ground or negative to ground more voltage, there is some problem in the DC side. Okay. I already explained. Yes. Okay. So from DC it comes to this breaker. From breaker there is a common bus bar, positive and negative, so all this DC go and join there. Nó có một thanh bus bar, một thanh âm và một thanh dương vào tất cả các MCCB này lên một trong chung một thanh, là một thanh âm một thanh dương rồi lên phía IGBT đây. Okay, so we have a monitoring, individual monitoring for this breaker to measure the current, and it has a blocking diode. Power can flow only to this direction, power will not come back. Mình có cái CT để đo dòng từng cái string này. Mình có một cái diode mình chặn dòng điện dòng DC chỉ có thể đi vào thôi, không thể đi ra được, diode một chiều. Mình ở cái sau cái MCCB này nó có một cái diode, từng cái MCCB là có từng cái diode khác nhau, là mình chỉ có dòng DC đi lên thôi, không có dòng DC đi về. Đó. Okay. So after the DC we have DC protection fuses this side as well as that side. So after the DC after fuse it goes to the IGBT stack. Okay. Từng cái ở trong can we remove this and show them which one okay. So that's okay. Okay, giờ em sẽ mở cái cover bên này để cho show cho mình là những bộ phận nào đây, để mai mốt mình ví dụ mà có hư hỏng thì mình có thể kiểm tra trước rồi
thông báo về bên dịch vụ hoặc là một vấn đề gì đấy. Ví dụ có vấn đề thì bọn em mấy cái vấn đề nhỏ thì bọn em có thể hướng dẫn bọn anh, giờ bọn anh biết là những cái phần nào trong đấy thì lần sau mà vấn đề nào có thể bên anh có thể giải quyết được hay kiểm tra trước cho bọn em ấy thì bọn em sẽ nhờ bọn anh kiểm tra những cái thành phần đấy. Giờ bọn em sẽ sâu cái thành phần đấy ra trước, rồi mai mốt bọn anh có thể biết, bọn anh nhờ bọn anh sửa thành phần đấy, kiểm tra thành phần đấy trước rồi đưa bọn em được. Ok, để em nhìn một cái bên này, hai bên là nó hầu như là tương đương nên là em sẽ chỉ mở một phim này. And in this breaker three positions on, off and trip. Off, top on, center position, trip. Okay, let me show him three conditions. Đây có một MCCB này là có ba chế độ. Đây là chế độ off này, đây là chế độ on này, đây là chế độ off này, còn đây là chế độ chip này. Khi mà inverter có vấn đề ấy, thì MCCB nó sẽ tự động chip là để cho ngăn dòng từ phía DC đi vô inverter để bảo vệ inverter. If any fault, major fault, that will not operate. Yes, okay, I already thought. Okay, and, yes. Okay. And you can directly, now you can't directly switch on, you have to switch off, then switch on. Khi mà nó ở nằm ở chế độ trip thì mình không thể bật lên on được này. Mình chỉ có thể bật xuống off, rồi mình bật on lên lại. Đó, okay. Ủa hỏi ông là một cái CB này về thế là mình là một cái SCB tới 20 string đúng không? Dạ. Yeah. Nhưng giờ một cái MC4 nó đứt thì mình có biết được. Đấy là tùy vào MC4 là nó chỉ phát hiện là chỉ ở bên trong này thôi, còn string từng string bên ngoài ấy, là do bên anh thiết kế, bên anh nếu mà có giám sát dòng ở từng string thì bên anh có thể phát hiện được, còn bên anh nếu bên anh không có thì không được, tại vì nó chỉ mình có giám sát nào kiểm tra đo dòng đây được không? Ví dụ giờ bình thường normal của nó là 70 ampere đi, đúng không? Khi mà một string bị đứt đi thì cái này nó hiện lên là khoảng 60 ampere đi. 60 ampere thì bên anh sẽ phát hiện là 60 ampere, nên bọn anh ra ngoài command box, bọn anh so sánh trong cái đoạn này, bọn anh so sánh là cái nào phát hiện bất thường với những cái khác thì bọn anh bên ra ngoài command box đấy, bọn anh kiểm tra từng cái một là được. Ý là bây giờ lúc mà inverter đang vận hành nhá, mình không đo được ở đây hay là mình phải ra cái nguyên số tiếng đấy mình đo ngoài đấy? Không, khi mà đang inverter đang vận hành này thì mình không có remove cái này ra. Khi mà đang vận hành thì mình đừng có remove cái này ra. Do tại mình có giám sát dòng ở trên tổ SCADA bên trên kia, có màn hình đó là mình đã biết là cái này rồi, mình không cần phải đo ở đây nữa. Mình không cần phải đo ở đây nữa. Mình biết là nó bị chênh lệch bất thường thì mình ra hẳn cái command box mà có cái ở MCCB này, mình đo từng cái string đó rồi mình phát hiện ra cái nào bị lỗi rồi. Only for showing, there will be power for 5 minutes, so don't put the amps inside. Okay. Đây nó có hiển thị này, mình đây này, mình dòng DC vẫn đang điện áp DC vẫn đang còn 170 mấy này. Khi mà nó có một tụ DC ở đấy là khi nó nạp vào 1000 mấy vô đúng không? Khi mà mình off hết cái này rồi thì trong sau 5 phút mình mới được mở cái cover này ra. Nó vẫn đang còn điện ở trong đấy, giờ nó đang xả này, đang xả dần dần này. Ở trên đây nó có hiện màn hình, còn khi mà nó có mất điện ấy thì mình phải có đồng hồ đo trước khi mình chạm tay vào bất kỳ thành phần nào trong đây. Nếu mà mình không chạm vào mình có thể bị sốc. Cái chức năng của cái tụ đấy là gì ta? Dạ, cái tụ đấy nó nạp xả rồi làm gì nữa? Dạ, nạp xả. Tụ DC là để nạp xả để giữ thôi. Dạ vâng. Còn tụ AC thì để cho khi mà dòng anh cái biến tần hoạt động ấy thì nó không có mạch lạc, mình để mịn dòng ấy đây. Rồi. Ok. VCB. Yeah, just in case because safety. Yes, okay. Okay. Muni, just in case there's for safety, just first we need to I'm you off first. Okay.
And then when we saw our equipment in here, and then I will treat on and do again, and we teach them just how to use the deep and deep light. Okay. Yeah. Okay. Okay. Just okay. Asking Sat to Ang Ang. No.